trước khi hát là mình xin chào cô chú đàng hoàng. Khép cái chân lại, khép cái chân lại. Đúng rồi. À, ba chọn cái quần ngắn quá ha con ha. Ok. Rồi, con gửi để bây giờ con nói. Today we're gonna sing together. À, hôm nay con sẽ hát bài hát gì? Ok. Singers. À, con hôm nay con làm ca sĩ phải không? No, singer. Ừ, singer là ca sĩ đó. Mà con sự sáng tác bài gì con? Today is singers today. Ừ, hôm nay là ca sĩ hát bài gì á? Thôi ca sĩ bắt đầu luôn đi, khỏi cần nói. So, bắt đầu đi ca sĩ. And you should be really good, bigger so I can sing a lot. Là sao? So I can sing a lot. Rồi thôi, cứ làm đi. I can do whatever I told. So we're gonna start. 1, 2, 3, 4, go! Okay. Gonna start later after we talk. Okay, today we're gonna sing. We got a song. Okay, we're gonna sing a song, so it can be really difficult. So it's Daphne's song. It's a Daphne song. So it's a Daphne song with a character on it. Quá hay luôn. And it would have a rabbit on it. À. It's pear. Miss Kitty and it was Miss Suki. Đúng rồi. So it landed on it. So I'm gonna sing that song, but it's really core. It's a core song. Well, like I call it course, I stick it together with the course. Okay, let's do it. Okay, first together, stretch your hands as far as we can. Okay. Gonna start later after we talk more. So it's a Daphne song. I stick it into my guard head. Yeah. My guard head is my brain is like to peach piano, so I call it peach. So I stick it to peach. So I'm gonna make her name Pally. Pally gì? Rồi, ok, tiếp tục đi. Okay. It's gonna be stick to the brain. It's a spring saying place. So, did you see the lines of it? It's the lines. It's the line singing. So, we should call it line singing boat. So, we can stick it like a hole. Mà kêu con kêu mẹ record để con đàn con hát. Mà tại sao con ngồi con dẫn chuyện không vậy? Sao con nói con dẫn chuyện không mà con mới hát? Ok. Did you hear that? Ok, mẹ nghe rồi, mẹ nghe tiếp. Now watch till meet some. Thôi đàng hoàng, ai đàn bằng chứng. It's saying R. It's saying R means R, the letter. The letter R, đúng rồi. R, đúng rồi. It's saying R. R, đúng rồi. Rồi con nhấn vô đô nào nữa? Không, con phải nhấn là đô. No. Con nhớ mẹ chỉ con đô re mi fa sol không? That's what he sings. Yeah, that's what we you sing. We got the rabbits. We got the rabbits. Hand, toes. We trời ơi, quên là Pikachu luôn à. Pikachu means the brain Pikachu. À, dạ. Pikachu. I'm singing Doraemon so. Okay, Doraemon. Doraemon. So we know Doraemon. And Brad's still here. We got me. Doraemon. We got Scooby Makiko. Hey, we got cinema, we got working, we gave you vroom, 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 vroom. We got Scooby Dan, we got Scooby Dan, we got Scooby Dan. I'm pretending to belong now.
and to pretend to be an air partners. Okay. Okay, we are not getting started. So we are singing. So my brain goes singing. So let's start. One, three, now. Pick a two nose. Love to know. Love to know. Love to know. We only pick a two. We got Pikachu on our way. We got Pikachu friends on our way. Sparkles on our way. Princess is no way for you to rock out for you. What are you gonna say, okay? We got tonight. Mom, you're gonna say what? Okay, put it here. Okay, so we can see. I'm ready. Okay, I'm happy. Okay. Con bị gì ạ? Ôi ôi, con bị trầy chân rồi hả? À, nó không có chảy máu dữ hả? Vậy ok, không sao thôi. Vậy khoe ăn chi vậy? Cái gì? Ơi, mặc bộ đồ xấu quá. No, mom, remember daddy put this on. Đúng rồi, ba mua đó. Xấu quá trời, xấu rồi bộ đồ. Ai mặc vô cho con hả? Daddy. Ba mặc luôn hả? Có cái bộ đồ xấu quá quắc mà cứ mặc hoài cho con nhỏ à. Bộ đồ này là bộ đồ của con gái hăng, con gái phải không ta? Can you push me? Bộ đồ này của con gái phải không? Can we race with your holding? Nhưng mà cái bộ đồ này của con gái phải không? Bộ đồ này của con gái hả? Thì mà trả lời mẹ đi, bộ đồ này của con gái phải không? Ô trời, mạnh dữ vậy ta. Trời ơi, hay ghê. Yeah, I'm strong. Đúng rồi, con quá mạnh luôn. Mom, nhưng mà cái bộ đồ này của con gái phải không? Yeah, now it makes me strong. The boy makes me strong. Trời ơi, mặc cái bộ đồ con trai là làm cho con mạnh mẽ hơn luôn hả? Trời, mẹ tưởng là cái cơ thể của con tự mạnh mẽ chứ sao mặc bộ đồ con trai vô mạnh mẽ hơn. Mệt quá, tưởng tượng không à. Mom, let's go. Đi không? Mà bộ đồ này của con gái hay con trai? Con trai. Con trai phải không? Mà bộ đồ này của con trai hay con gái? Con trai. Con trai hả? It makes me stronger. Trời, con mặc bộ đồ đó con là hói không? Con mặc bộ đồ nào là con cũng mạnh chứ không phải là chỉ mặc cái bộ đồ này mới mạnh. Không phải, cái đó là sai. Yeah. Không, sai. Sai, mà sai tiếng Anh là wrong. Yeah, it's not. It is. No. It is. It's not. Đúng rồi. Cô hỏi thử cô chú coi, phải. Trời ơi, đã chưa? Giờ là thích tự động lấy xe đạp ra chạy vậy nè cô chú nè. Rồi sao nữa, gì nữa, nhìn gì nữa. Ơ trời ơi, dở lên được cái chiếc xe luôn hả? Quá mạnh rồi. I just press it and this one ends. Trời ơi, cô quá mạnh mẽ rồi. Quá hay luôn. Đẹp ghê. Ui da, đau hả? Đau chân hả? Chết. It's too itchy. À, chỉ ngứa chút thôi phải không? Yeah, hồi nãy đi, hồi nãy chơi với A Trì vui không? Ồ, hồi nãy con với A Trì mặc áo giống nhau luôn hả? Thấy chưa? Hai cái áo đó, cái áo của con mẹ mua Target. Chắc cái áo của A Trì, mẹ A Trì cũng mua trong Target luôn hồi nãy. Mom remembers I wear the heart shirt. Uh-huh. Not fair. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi bữa con mặc cái áo trắng có hình trái tim thì A Trì cũng có cái áo không phải áo trắng mà áo tắm. Hồi bữa đúng rồi, thì hồi bữa đó Chay mặc cái áo tắm màu có hình trái tim, A Trì đi nó mặc áo tắm cũng hình trái tim luôn. Sao hai đứa con giống nhau dữ vậy ta? Hồi nãy á hả, A Trì nó đi ba nó về, cái nó gõ cửa nó mặc cái áo hả, cái màu lá cờ giống y như Chay luôn, cờ Mỹ. Y chang luôn, không khác chút nào hết, mà chỉ có khác size thôi. Rồi con Chay á, và mà hai đứa, cái chút nữa hai đứa đi chơi với nhau, xong Chay qua nhà nó, cái xong rồi cái
Chay đi về thay đồ để đi bơi. Hai đứa đi ra ngoài bơi mà Ngọc bận quá. À, cái gì hôi hôi hả con? Ngọc bận quá nên Ngọc mới quay hai đứa cho cô chú coi được. Dạo này cô chú hỏi A Trì đâu. A Trì nó cũng đi đi về về với ba nó vậy đó, mà không phải là lúc nào ngày nào cũng gặp nhau cô chú ơi. Mà lúc đó thấy không, hai đứa gặp nhau Ngọc cũng quá bận nên Ngọc cũng đâu có đi quay được đâu. Mấy bữa nay là cô chú cứ thấy là Ngọc cứ vắng video clip của Chay hoài rồi vậy kia. Can we go for a walk? Hả? Can we go for a walk? Được con. Đó, Ngọc mới vừa xong cái công việc của Ngọc là bây giờ là Ngọc có một chút thời gian là Ngọc đi ra quay Chay cho cô chú coi chút nữa nè. Chứ còn mà hả, không quay luôn là không có ngày không có video mẹ, luôn. Mẹ, go faster for me. Tiếng Việt là gì bữa mới dạy? I don't know. Faster tiếng Việt là gì? Mẹ. Nhanh gì? Nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. Mẹ đẩy con. Mà con tự đạp được rồi mà con bắt mẹ đẩy làm chi vậy? I can't go faster enough. Nếu như mà con muốn nhanh lên thì con đạp nhanh lên. No, I can't. Yes, you can. Đúng rồi, đạp nhanh lên. Đạp cho cô thấy coi, cô chú coi thức sức mạnh của con Chay. Đạp đi. Đạp cho cô chú coi sức mạnh của con Chay đi. Mom, what's this? Rồi, coi gì nữa, sức mạnh gì nữa. Ôi, trời, làm gì vậy? Làm gì vậy? Ôi, trời ơi, chơi cái kiểu này luôn hả? Dữ dằn vậy ta. Quá rồi, quá sức tưởng tượng rồi. Ôi, cha ơi, có vụ đó luôn. Ai chỉ con á? Actually the bike. Hả? Actually the bike. Là sao? Ai chỉ con cái khiêu đó vậy? The bike. À, con tự học quá hả? No, the bike. À, cái chiếc xe đạp chỉ con vậy hả? Con nói, con hỏi ai mua cà rem không? Hỏi đi, ai mua cà rem không? That's a bad word. Ủa, cà rem mà mắc mới gì là đâu có từ nào xấu ở trong đó đâu, bad word. Mom, let's go that way. Mình hỏi. I remember I follow Sue that way. Ồ, hồi bữa con đi theo bà Sue đường đó đó hả? Uh-huh. Đi theo bà làm chi vậy? Because I really like to go with her. Trời, con thích đi với bà hả? Trời đất ơi. Yeah. Mà con có xin phép mẹ với ba không? No, daddy always going with us. À, ba đi với con luôn hả? À, có ba đi chung nữa, hèn chi. Mày tưởng con đi một mình với bà Su chứ. Con không có được đi một mình với ai nha không. Chừng nào có ba có mẹ đi theo mới được đi. Chứ còn không được phép đi một mình với ai hết nghe không. I just wanted to go outside, that's why I asked daddy. À, con đi ra ngoài đường á, còn ba đi theo con đó. Đúng rồi, trời ơi, con bấm bàn chân coi. Bàn chân này muốn xúc móng hết rồi. Muốn xúc màu hết rồi. Mom, let's go. Bữa nay đi chơi vui không? Ngày mai mày dẫn đi nữa không? Đi Peppa Pig nữa không? Ha, ngày mai đi Peppa Pig nữa ha, chạy sướng ghê thiệt. Không nhận sướng thiệt. Mẹ ơi đi mẹ ơi. Đi mẹ ơi. Mom, can you move me faster? Mẹ ơi sao? Mẹ, move me faster for me. Đẩy gì? Đẩy lên. Đẩy nhanh gì? Nhanh lên. Ờ. Mẹ ơi đẩy con. Đẩy con. Mình hiểu không? Ủa. Bà trời không? Trời ơi trời, nó làm biến. Nó làm biến đạp. Mom, ừ. Did you see that girl riding her bike again? À, bây giờ mày đẩy con cái để con để cái chân con vậy hả? Uh-huh. Trời đất ơi, sao làm biến vậy? I don't want it. Ừ, đạp xe đạp mà làm biến. Vậy cuối cùng ai là người đạp? Tôi là người đạp chứ ai? Faster. Faster, faster, faster. Faster, faster. Rồi đi vô. Đi vô, giờ là ra tới đường rồi nè. Giờ quẹo vô. Faster. Faster. Không, để quẹo vô đã. Quẹo vô đã chứ phát tờ gì mệt quá. Nhanh lên. Mẹ ơi. Không, đi đường này nè. Đi đường này. No. Hả, con muốn đi đường nào? I don't we still go that way. Trời, thôi đi đường đó làm chi vậy? I'm just going faster, faster. Nhanh lên mẹ ơi. Nhanh lên mẹ ơi. Có chừng đụng tốt, đó, thấy chưa? Xém chừng đụng vô mấy chiếc xe của anh ta là đời không kịp luôn á. Không đi, không có đi nhanh nữa. Đi. Chừng nào không có xe người ta rồi mình mới đi nhanh, chứ còn có xe người ta là mình không có được đi nhanh. Mình đụng vô cái xe người ta là mình ăn hết luôn á. Ok, giờ đi nha.
Con biết bẻ lái không? Mẹ đẩy nhanh thì con phải bẻ lái. Con mà không biết bẻ lái mà nó lật xe một cái là con trầy chân hết trời. Hay quá. Tiếp tục. Cố lên. Đội áo trắng, cố lên. Kệ nó đi. Okay. Anybody here? Hỏi có ai ở nhà không? Nói đi. Ai có nhà không? Có ai ở nhà không? Ai ở nhà không? Chay tới nè. Mở cửa đi. Chay đợi lâu quá. Đi về đây. Mom, that puppy is one I pet him. Oh, you pet him before. And her sister. Đi cái sister gì? Cái đó là bà chủ của con. No. Của con. No, her sister's over there. À, có nữa hả? Mày thấy chủ nó dắt nó đi mà. Đó, bà chủ nó dắt nó đi nè chứ đâu phải là sister đâu. No, I was talking about her when I was sleeping. Rồi giờ con đi đường nào? Quẹo trái hay quẹo phải? Đường nào? Đường đó phải không? Rồi đi đường đó đi.